Ok, mến chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đang xem video ở trên channel của Huỳnh và Thăng Quang. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cái phần rất là hay, đó là cái website mà để các bạn có thể cập nhật giống như trên kênh YouTube như thế này. Giờ mình sẽ cho bạn xem đây ha, những cái video clip YouTube không đó, mình có thể bỏ lên web mà để cập nhật là video clip ở trên kênh YouTube. Và ngày hôm nay thì các bạn thấy không, ở đây là một đây cách làm web blog, còn cái web này là web WordPress nha, nó khác, này là PHP mã nguồn mở, nó khác với lại cái web blog, hai cái khác nhau nha bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu là bây giờ cho bạn xem, và đây là giao diện web là tới điểm tại mình đang cập nhật đúng không đó, và mình refresh lại nè thì nó vẫn là đang là cái bài này đúng không, và sau cái phần mình thu này nè mình sẽ up lên kênh YouTube luôn nha. Rồi mình sẽ bao lại rồi xem mọi người sẽ thấy được cái trên website của mình nó sẽ cập nhật tiếp cái video clip của phần này luôn ha. Bây giờ mình sẽ tạm dừng cái video clip ở đây nè để mình upload cái phần này lên luôn nha. Và cái code nó là gì thì các bạn có thể chỉnh sửa đây ha, đây nè, và này nó gọi là những cái subcode, những cái subcode bây giờ những subcode thì để nó đưa lên chúng ta cài vào. Rồi mà để sử dụng như thế nào hay cài đặt như thế nào thì vào một cái clip khác mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Cái này mình đang sử dụng bên mã nguồn mở PHP nha, là dùng cho bên WordPress chứ không phải là bên cái này là phải có, mình phải tốn phí của cái hosting bây giờ, còn cái bên đây thì chúng ta dùng được miễn phí đấy. Mọi người vào cái giao diện website phần mềm của mình thì cái này thì mình thiết kế kiểu blog blogspot bây giờ. À, nói chung nói qua nói lại hồi mới bị rối đó. Nội hai cái phần này thôi, mình mà chuyên sâu nó cũng nhức cái đầu á ha, tại nó cũng mới vô code là chỉnh code tùm lum trong á ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tạm dừng cái video clip nha để mình cho mọi người xem được cái lúc nó cập nhật ở trên này tiếp nè, có nghĩa là mình up ở trên YouTube lên thì ở trên đây nó sẽ tự cập nhật nha. Rồi chờ chút xíu nhé.